Ở Sơn Đông có một gia đình, người chồng là phó cục trưởng cục công thương, vợ kinh doanh tiệm tạp hóa. Họ có hai người con trai. Con trưởng là cán bộ cục công thương, còn thứ làm nghề may y phục. Cả hai cậu con đều chưa kết hôn. Khoảng 9 giờ tối, phó cục trưởng lái xe đến gặp tôi, xin được thưa chuyện riêng. Thế là có câu chuyện như sau. Trước tiên xin kể về cậu cả. Là người có tài, tính không ưa chơi bời giao lưu bạn gái, nhưng hễ tan sở thì chẳng về nhà, mà lại tụ tập cùng đám bạn ăn nhậu chơi bài. Song thắng ít mà thua nhiều, một đêm thua ít nhất phải mấy mươi, nhiều thì mấy trăm. Chưa đầy một tháng đã thua hơn cả vạn. Con bạc đòi nợ thì cậu hướng các giám đốc xí nghiệp dây tiền. Mỗi khi viết giấy nợ toàn là ghi tên của cha mình, phó cục trưởng cục công thương. Các chủ xí nghiệp không thể từ chối khi cậu dây. Thời gian lâu dần, tiền nợ tăng hơn cả vạn. Các giám đốc bèn tìm đến đưa giấy nợ cho phó cục trưởng và nói: đây là giấy nợ do cậu cả ghi, ngài không cần hoàn tiền, chỉ cần ngài chiếu cố cho chúng tôi phương diện kia, nọ, vân vân là đủ. Kể đến đây, phó cục trưởng than: tôi là cán bộ quốc gia, cũng tin nhân quả, thì làm sao có thể làm chuyện lấy công giúp tư được chứ. Mấy năm nay tôi đã thay con trả nợ hơn 20 vạn, nhưng nó vẫn không hối cải, khuyên gì cũng không nghe. Riêng thằng con út cũng rất phức tạp, tính ưa ăn nhậu, thường la cà các tử quán. Hễ khi nhậu thì rủ bạn bè đông, xài rất trọng tay, chi bao hào phóng. Do vậy mà thành thiếu nợ và giấy nợ cũng toàn là ghi tên tôi. Đến nay tiền tôi trả thay cho nó ít nhất cũng 20 vạn. Vậy mà nó còn hay hướng tôi xin tiền, thậm chí chạy ra tiệm mẹ nó ngoài chợ, hễ không cho thì la hét, quậy ầm lên. Đến nỗi mẹ nó bị ám ảnh, hễ vừa nghe tin nhị thiếu gia tới thì đã hoảng kinh, vội chụp lấy hộp tiền, lẻn ra cửa sau mà chạy trốn. Nhưng có trốn cũng không thoát, vì tối đến nó mò về xin ngay tại nhà. Một lần há miệng ra xin là phải đưa tới mấy ngàn, không cho thì nó đòi nhảy lầu. Tôi cười hỏi: thế cậu Út nói nhảy lầu là có phải muốn hăm he hù dọa hai vị chăng? Phó cục trưởng nói: dạ không, nó nhảy thực đấy. May mà tôi cứu kịp, tôi đã chụp chân nó kéo lên từ ngoài lan can một lần rồi. Những gì tôi dành dụm đều đã tiêu sạch. Tiền mẹ nó bán buôn được cũng phải góp trả phụ vào. Đó là nhờ tôi dây bạn bè thêm mấy mươi vạn nữa, chứ mình tôi sao có thể trả nổi khoản nợ cao như vậy. Từ lúc xem sách Báo ứng hiện đời của ông rồi thì tôi rất ước ao mong được gặp ông. Tôi mà hiểu được nguyên do chuyện này rồi thì dù có nhắm mắt tôi cũng cam lòng. Vậy tôi xin phép hỏi một câu. Số tiền nợ khủng mà ông vừa kể đó đâu hẳn là do hai công tử tạo ra. Ông nhìn tôi kinh ngạc, hơi ngây người một lúc, rồi lộ vẻ xấu hổ nói: tôi có một chuyện khó thể hé răng, giờ không dám giấu nữa, xin thổ lộ cùng ông. Thế là câu chuyện thứ ba tôi được biết như sau. Năm đó, do giải quyết việc cho công ty, ông phải một mình đến đàm phán với một nữ nhân viên của xí nghiệp nọ và được cô này mời vào nhà hàng khách sạn. Kết quả, do uống say, không kềm chế được trước sự mồi chài của cô, ông đã quan hệ vượt giới hạn. Nhưng ả này không biết xấu hổ, thậm chí sau đó còn ngang nhiên chặn đường ông, đe dọa là sẽ công khai cho mọi người biết chuyện xảy ra giữa ông với ả. Vì vậy ông phải dùng tiền để bồi thường cho mối quan hệ sai lầm này. Nhưng tiền đã cho rồi mà ả cứ dở mẫn cũ, không ngừng hành hạ ông. Tới giờ thì vợ ông cũng đã biết chuyện. Tuy bà không làm ầm náo gì, nhưng điều khiến cho ông đau lòng nhất là hiện mình đang bị dồn vào tuyệt lộ, không còn đường sống, đành đến cầu xin tôi giúp đỡ. Ngay lúc ông kể, trong óc tôi bỗng hiện ra hoạt cảnh nhân quả, giống như bộ phim đang chiếu, liên quan đến nguyên nhân thống khổ hiện tại của ông. Đó là hậu quả của ba câu chuyện, tôi xin thuật lại như sau. Chuyện thứ nhất. Có một chàng nông dân mặc y phục thời cổ, tay cầm nông cụ, đang bước qua cái cầu cây. Chợt anh nghe có tiếng động trong nước, liền quay đầu lại nhìn thì thấy có một cánh tay đang ló lên trên mặt nước quơ quơ. Nghĩ là ai đó đang chơi đùa bơi lội nên anh liền bỏ đi. Mới tiến tới vài bước, anh bỗng nghĩ lại:
Thời tiết lạnh như thế này đâu hợp để chơi đùa bơi lội. Thế là anh quay đầu dòm lại, phát hiện không phải người ta chơi đùa mà là đang giãy giụa trong nước. Tuy anh có chạy tới nhưng do không biết bơi nên đành đứng yên, dương mắt nhìn người kia chìm dần trong làn nước. Sau đó anh nhìn quanh, bắt gặp hành lý nạn nhân để lại trên đất. Có tới mấy kiện hàng trông rất hấp dẫn, khấm khá. Anh vội mở ra xem thì thấy bên trong có một di thư, nhiều ngân lượng và rất nhiều của cải. Trong di thư người chết viết, đại khái nói là do mình làm ăn thất bại, không còn mặt mũi về quê gặp cha mẹ vợ con, đành để lại số tiền và của cải này, xin ủy thác cho người qua đường nào bắt gặp, xin hãy chuyển giao đến thân nhân kẻ bất hạnh giùm. Anh nông dân sau khi nhìn thấy mớ tài sản này thì động lòng tham. Dù nhà người chết ở cách đó không xa, nhưng anh chẳng làm đúng theo thư tuyệt mệnh đã ủy thác, mà nhẫn tâm độc chiếm toàn bộ của cải, còn nghĩ thầm đâu có ai chứng kiến mà lo. Câu chuyện thứ hai. Có một người tên Khang, mặc y phục thời thanh, muốn mở tiệm buôn. Do vốn không có đủ nên đã hướng láng giềng tên Tân vay một số tiền, hứa là 3 năm sau sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Nhưng đến năm thứ hai thì chủ nợ Tân có việc gấp nên đề nghị Khang trả tiền sớm, tiền lời sẽ giảm cho. Nhưng thương nhân Khang cho rằng thời gian trả tiền chưa đến nên nhất quyết một xu cũng không đưa. Anh Tân không biết phải làm sao, quá tức giận đến đứng từ hiên lầu nhảy xuống. May mà Khang lanh tay chụp chân Tân kéo lại được, nhờ vậy mà Tân tự tử không thành. Để ứng phó, Khang đành trả tạm một chút tiền. Do không đủ giải quyết nhu cầu cấp bách của Tân, mà Tân không mượn được tiền của ai nên đành phải dùng lại hạ sách cũ. Nghĩa là mỗi lần đòi tiền, Tân đều phải liều mạng nhảy lầu để ép buộc Khang mới có thể lấy được ít tiền về. Khi hạn kỳ 3 năm đã mãn, tuy vốn lời tính đủ nhưng trong lòng Tân đối với thương gia Khang vẫn còn ôm oán hận ghi mãi trong lòng. Chuyện thứ ba. Vào một kiếp nọ, có một vị nhìn giống như tướng quân thời cổ Ai Cập. Những lúc rảnh rỗi đi chơi, ông quen một cô gái xinh đẹp con nhà thường dân và đem nàng vào doanh trại. Do chiến tranh tàn khốc nên bọn họ không thể thành phu thê như bao người bình thường. Mấy năm sau, trong một lần bị địch quân đánh úp, vị tướng quân này bỏ mặc người đẹp kẹt lại trong vòng dây để tự thoát thân một mình. Do vậy mà số phận cô này rất bi thảm. Kể từ đó, nàng đối với tướng quân ôm mối thù hận thâm sâu. Nhân quả báo ứng như bóng với hình, độc giả có thể tự mình suy gẫm đối chiếu để hiểu. Người tự sát, lưu di thư và tài sản cho thân quyến nhưng bị anh nông dân tham lam chiếm đoạt, nay chính là cậu cả. Còn anh láng giềng Tân cho mượn tiền mà phải đòi khốn khổ bằng cách nhảy lầu, nay chính là cậu con út của ngài phó cục trưởng. Còn nữ lang ôm hận kia hiện thời là cô gái gian bẫy tống tiền ông. Không cần nói, ắt quý vị cũng biết tiền thân của ngài phó cục trưởng là ai rồi. Ông rất tin những chuyện tôi kể là có thực, bởi vì khi tôi nói cô gái này có tài xem tay bói toán do tập khí cũ của thời cổ Ai Cập lưu lại thì ông xác nhận ngay đây chính là tài đặc biệt mà cô ta dùng để dẫn dụ trói buộc ông. Rồi ông hỏi tôi, vợ ông hiền lành đáng thương như thế vì sao lại phải gánh chung tội nợ cùng ông. Tôi giải thích, hai vị đã từng là vợ chồng nhiều kiếp và bà đã cùng ông tiêu xài những món tiền bất nghĩa nên phải cùng trả báo. Tôi bảo ông hãy ở trước Phật tha thiết sám hối tội lỗi đối với hai nam nhân xa xưa, vì họ tụng 49 hoặc 108 bộ kinh Địa Tạng, càng nhiều càng tốt. Còn phải vì cô gái kia tụng một bộ Tâm Kinh và 21 bộ kinh Địa Tạng, nhất là phải triệt để dứt bỏ đồ mặn, ăn chay trường thì tụng kinh mới linh và chiêu hiệu quả tốt. Muốn biết nhân đời trước, xem quả thọ đời này, lời Phật dạy muôn vàn chính xác. Hãy nghĩ xem đời này chúng ta đã tạo bao nhiêu nghiệp, từ vô thủy kiếp đến nay, ắt là tội tạo vô lượng vô biên. Bất kể thân phận địa vị bạn cao quý đến mấy, giàu đến đâu thì nhà nào cũng có những câu chuyện khó nói, những phiền muộn kể không bao giờ hết. Nếu vị phó cục trưởng kia nghe xong mấy câu chuyện tiền kiếp này rồi mà biết đem tâm oán hận người
chuyển thành ăn năn sám hối tội lỗi mình, thì tất sẽ có ngày hóa giải được mọi nạn khổ kia. Xin hồi hướng công đức kể ra câu chuyện này đến gia đình ông Phó, hy vọng cả nhà ông sớm an ổn vui hòa. Sám văn: đã biết nguồn gốc đau khổ đều do ác nghiệp thì phải dũng mãnh diệt trừ. Điều kiện thiết yếu để diệt khổ chỉ có cách sám hối. Cho nên trong kinh, Phật thường khen rằng ở đời có hai hạng người mạnh nhất: một là người không tạo tội, hai là người tạo tội rồi mà biết ăn năn sám hối. Giải thích: đoạn văn này nhấn mạnh tầm quan trọng của sám hối. Trong kinh nói hạng mạnh nhất là người không tạo tội, nhưng hiếm có ai được vậy. Còn người tạo tội rồi mà biết ăn năn sám hối thì chúng ta đều có thể làm được. Hy vọng mỗi chúng ta đều có thể chân thành sám hối sửa lỗi, vượt phàm vào dòng thánh, huân bồi phẩm hạnh thanh cao. Do thân khẩu ý tạo họa ương, chìm trong sinh tử khổ khôn lường, oán thù theo báo không ngừng nghỉ, sám hối tội tiêu tà sám lương, một niệm thành cảm mười phương Phật, lệ sám diệt tội hết còn vương. Ai nói núi băng không thể chảy, Phật pháp phá tan hay là thường. Phải sám hối tất cả ác nghiệp của thân, do thân mà có đủ khổ báo. Giờ tôi xin kể một câu chuyện để chứng minh câu ai làm nấy chịu, tự gây nhân thì tự lãnh quả. Ngón tay bị thương. Chuyện phát sinh vào năm 1995. Ngày nọ, do tôi không cẩn thận, ngón út trái bị kẹt cửa gây thành vết thương. Tôi thấy không có gì đáng lo, nhưng vợ tôi nhất quyết ép phải băng lại. Kể từ sau khi học Phật rồi, nhà tôi không có trữ thuốc men chi. Do vậy tôi đành lấy chút bông gòn đậy lên vết thương, rồi cột giải băng sơ sài, cốt yếu là để cầm máu mà thôi. Chiều đó tôi đến bệnh viện bàn chuyện cùng bác sĩ Hoàng. Ông thấy ngón tay tôi băng quá ẩu tả, bèn rịch thuốc bó lại đàng hoàng cho tôi. Tôi không từ chối, nhưng sau đó tôi trả tiền thì ông nói: "Ôi, chỉ là chuyện giặt, có tốn kém gì to tát đâu mà ông đòi trả tiền." Tôi bảo: "Người học Phật như chúng ta, hễ không phải của mình thì một xu cũng không được lấy, huống nữa là lấy nhiều hơn thế." Bác sĩ Hoàng liền nói: "Xem như đó là của tôi cho ông." Vì vậy tôi mới chịu thôi, không ép ông lấy tiền nữa. Trước lúc từ giã, bác sĩ Hoàng trao cho tôi sắp băng keo cá nhân còn lại gồm 9 miếng, bảo tôi hãy đem về cất để dành khi cần thì có mà xài cho tiện lợi. Tôi nhận xong nhất quyết đưa tiền thì ông nói: "Tôi thường đến nhà ông ăn cơm uống trà, ông cũng tốn tiền mua thức ăn khoản đãi, vậy khoản tiền này để tôi lo không được hay sao?" Trước lúc quay về, tôi chưa yên tâm nên cứ dặn dò ông mãi: "Nhất định phải nhớ trả tiền giùm cho tôi đó nha." Ông cười gật đầu. Hôm sau, vết thương nơi ngón út trái đã tạm lành. Qua hôm sau nữa thì ngón trỏ phải của tôi lại bị thương chảy máu. Tôi lập tức lấy băng keo ra xài. Thầm nghĩ, bác sĩ Hoàng đưa cho mình mang về cất xài đúng là thật tiện lợi. Khi con gái tôi tan học về nhà, vừa vào cổng nó đã hỏi: "Ba ơi, ngón trỏ phải của ba vì sao lại bị thương vậy?" Tôi đáp: "Do ba không cẩn thận bị kẹt tay." Nó bảo: "Không phải vậy đâu, mà băng dán trên tay là do ba mua về hả?" Tôi đáp: "Tiền mua băng là do bác sĩ Hoàng cho." Còn tôi vừa nghe lật đật nói liền: "Nhưng bác sĩ Hoàng không có trả tiền, cũng không lưu tâm gì đến chuyện này." Bởi ông cho rằng mình là bác sĩ của bệnh viện, dù có lấy chút bông băng tặng ba thì cũng chẳng hề gì. "Ba ơi, chỗ này ba sai rồi. Vốn là ba không nên tích trữ đồ phi pháp để tiện dùng. Ba không nên thấy hiện tại mình đang bị thương tiếp để dùng cho tiện hay sao?" Tôi bảo: "Bác sĩ Hoàng có hứa với ba hẳn hoi mà, ông ta không thể nào chẳng trả tiền giúp cho ba." "Vậy thì bây giờ ba hãy gọi điện để xác minh là sẽ rõ ngay thôi." Thế là tôi gọi điện hỏi bác sĩ Hoàng: "Này tiên sinh, ông có trả tiền băng keo giùm cho tôi không hả?" Bác sĩ la lên: "Ôi trời ơi, chỉ là chút việc cỏn con mà sao ông cứ đeo mãi trong lòng vậy hả? Tôi không còn nhớ tới nữa." Tôi cười bảo ông: "Nhờ ông anh có nhà ý muốn tôi lấy đại băng về dự trữ cho tiện dùng, nên quả thực là rất tiện đó. Hôm qua ngón út trái của tôi bị thương mới vừa lành
thì hôm nay ngón trỏ phải lại bị thương tiếp, cho xứng với mớ bằng phi pháp ông đưa tôi tích trữ. Này tiên sinh, ông làm ơn làm phước, mau mau trả tiền giùm cho tôi đi. Nếu không tôi sẽ phải bị thương 8 lần nữa cho đủ với 9 miếng băng cất giữ bất hợp pháp này đó. Nghe vậy, bác sĩ Hoàng lật đật xuất tiền ra trả ngay. Do tôi dùng băng cứu thương là của công, không phải là của riêng nhà bác sĩ Hoàng, tất nhiên phải trả tiền. Ngày nọ lúc ăn cơm, cánh tay tôi đột nhiên bị đau nhức, như bị vật gì đó kẹp vào. Đau đến tôi phải bật tiếng rên. Còn tôi nói: "Ba ơi, trên cánh tay ba con thấy có cái kìm nhổ đinh vô hình đang kẹp thịt ba. Ba có lấy trộm kìm của ai không hả?" Vừa nghe vậy tôi liền đáp: "Không phải chỉ có kìm mà còn các thứ khác như tua vít, mỏ lết, vân vân, nghĩa là nguyên bộ đồ nghề sửa xe đạp. Đấy là vào thuở 10 năm tai kiếp xa xưa. Lúc ấy do công xưởng ngưng hoạt động nên vật dụng đồ nghề trong đó ai cũng có thể đem về. Ba cũng lấy hộp đồ nghề sửa xe, hiện giờ vẫn còn ở trong nhà mình. Hồi đó con chưa sinh ra. Đây đúng là muốn người đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Thật là tự làm tự chịu mà." Tôi nói xong, cánh tay cũng hết đau. Đến nay đồ nghề vẫn còn ở trong rương tôi, trở thành giới sư nhắc nhở tôi về luật báo ứng nhân quả, tự làm tự chịu. Những việc nhỏ như thế này, tôi nghĩ chư vị độc giả ắt sẽ có nhiều người phạm phải. Xin quý vị vào những lúc rảnh rang, hãy tĩnh tâm tự kiểm điểm thật kỹ xem mình có lấy của công, những đồ thuộc kho xưởng tư nhân hay quốc gia, đem về nhà làm của riêng nhà mình hay không. Phải tính luôn cả giấy, bút, nghĩa là từ mẫu bút chì cho đến một xu nhỏ, bất cứ vật nào không thuộc về mình mà lấy thì đều là tội. Quý vị cần phải nhớ ra hết và sám hối cho đủ. Những đồ vật trót lấy phi pháp đó, quý vị có thể quy ra thành tiền, dùng vào việc in kinh, phóng sinh, làm từ thiện, vân vân, đều có thể giúp diệt tội. Phải biết, 1% đồng vẫn là 1 đồng. Chút ác nhỏ nếu không đoạn dứt mà tích chứa lâu ngày sẽ biến thành tội to. Vì giọt nước chảy lâu cũng có thể soi thủng đá mà. Lỗi nhỏ còn phải sám hối, huống chi là tội lớn. Trong xã hội hiện nay, tâm tham, sân, si của con người rất nặng, có thể vì tiền mà làm đủ mọi tội ác. Đệ tử Phật cùng tất cả chúng sinh trên thế giới cần phải tự thắp đuốc trí tuệ lên, chiếu soi tâm mình, đem lại ánh sáng cho xã hội. Câu chuyện sướng cái mồm, khổ cái thân. Trong một vùng nông thôn thuộc miền Đông Bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được 3 con, gồm 2 nam 1 nữ. Thằng đầu tên Ô 9 tuổi, thằng kế tên là Hồng 7 tuổi và cô con gái út tên Bạch 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà của một người bà con, bỏ 3 đứa con nhỏ ở nhà. Nơi chúng ngủ là căn phòng bằng gỗ xây theo kiểu Thái. Cạnh phòng có chất một đống rơm khô. Ngoài ra còn có một ống máng xối hình chữ thập để hứng nước mưa và một hàng lu dùng để chứa nước uống. Nhà ở của các hộ nông dân nơi đây xây cách xa nhau, phân bố rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. 3 đứa trẻ do cổng khóa kín không thể chạy đi đâu. Nghĩ là nước trị lửa, thằng Ô lần lượt bồng 2 em đem bỏ vào 2 cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào 1 cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến thì cả tòa nhà gỗ và 4 đống rơm cũng cháy rụi. Còn thiêu chết 1 con bò bị cột nhưng không thấy dấu vết của kẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con, đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các đứa bé. Giống như có biết trước, ông vội chạy đến đu nước, dở nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Bang nghe tiếng kêu, vội chạy đến xem, thấy thi thể của Hằng Ô, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp các lu kia, lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó ký giả đài truyền hình phỏng vấn, hỏi Luân Bao vì sao biết 3 đứa trẻ chết trong lu. Luân Bao đáp, đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nơi nhà mình thì nhìn thấy cảnh mọi người đều chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng có một ông lão chưa quen biết, râu trắng dài tới ngực, bảo ông bầy cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang,
nhào tới dỡ lu xem thử, không ngờ thi thể của các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Bang hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Sau khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt ông như vô hồn, nhìn ngay dại về sát ba đứa con rồi lẩm bẩm nói: báo ứng mà. Mọi người đều nghĩ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con của A Bang. Vợ chồng A Bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm ở một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn đuốc, hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía nhân lý vô thường, buồn vui ly hợp ở nhân gian nên không chút do dự, sinh xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ. Nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn mồm nói: báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị kết tội nặng như thế? Thật khiến người ta khó hiểu. Chỉ có A Vu, em vợ A Bang là biết rõ. A Vu nói, anh Bang sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có cái tính là ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Vu đã nhiều lần phản đối kịch liệt món này, nhưng A Bang không nghe. Thái là rì, là xứ gạo và cá. Vào mỗi mùa xuân, mỗi lần gặp mưa dông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau khi cá con lớn bằng đầu đũa, A Bang ưa dùng vải mùng may thành vợt, lùng bắt đám cá con này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm lạng. Sau đó anh bỏ cá con vào trong thùng nước. Lúc cần nấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt mấu đi thành một ống chống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và cá con vào, chùm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng. Nước ấm dần, tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng chất ẩn. Ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon này. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh bằng. Có lần A Bang làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Bang lúc này nhân tính còn mê muội, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà để nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê muội. Chỉ khi thấy cha, mẹ, vợ chồng, anh em, con mình chết mới kêu gào khóc lóc, hồ thiên gọi địa, đau đớn thảm sầu. Mà chẳng hề nghĩ gì đến loài vật cũng có nghĩa tình anh em, cha mẹ, phu thê, con cái. Cổ thi nói, trăm ngàn năm nay trong chén canh oán sâu như biển hận, khó bình. Dự này báo ứng nhân quả xoay chuyển, đến khiến A Bang phải gánh niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân, chứng kiến cả bầy con bị chết cả. Sao không khiến anh ta thối tâm nát chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã lầm thờ ngàn sát như thế này. Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi. Xin anh chớ bắt săn giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát oan trái. Khi chúng ta bị bệnh, nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thầm tự vấn mình, tự hỏi mình rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu con heo, bao nhiêu con bò, bao nhiêu loài đã tán mạng do bụng của chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần phải nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm, cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ cũng sẽ dần tiêu tan. Câu chuyện sát sanh làm lễ cúng tế người đã khuất, vong linh không siêu thoát mà nghiệp lại chồng lên nghiệp. Năm 2011 là thời điểm cuộc sống của tôi cực kỳ xuống dốc, sức khỏe cũng không tốt. Vì vậy, tôi bèn lên mạng tra tìm phương pháp thay đổi mệnh vận, thì tình cờ gặp trang web chuyên tu kinh Địa Tạng. Trưởng đoàn biết tôi là người mới nghiên cứu giáo lý Phật, chưa có kinh sách gì, bèn gửi tặng cho tôi kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang, kinh Dược Sư và một số sách nhân quả, thiện thư. Tôi là sinh viên đại học, đã nhiều năm hấp thụ nền giáo dục, hướng theo chủ nghĩa duy vật. Thế nên vừa đọc vài trang kinh Địa Tạng, thì tôi đã cảm thấy nội dung trong đó giống như chuyện thần thoại hoang đường, nên không thèm đọc nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc sơ qua với Phật Pháp. Tiết Thanh Minh năm nọ, tôi không về nhà của bà ngoại để tảo mộ cho ông ngoại. Mấy ngày sau, tôi mộng thấy ông ngoại, trông ông có vẻ suy sụp và đang ở một vùng tối tăm. Ông tuyệt vọng hỏi tôi, vì sao lâu rồi không thấy cháu đến thăm ông vậy? Thức dậy, tôi rất là buồn. Thời điểm tôi chào đời, bà nội lần đầu gặp. Vừa nhận ra tôi là con gái thì kể từ đó về sau, bà chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Mẹ tôi do vậy cũng nếm đủ mùi lạnh nhạt rẻ rúng từ bên nhà chồng. Do đó mẹ cứ băn khoăn với ý nghĩ, liệu có nên đem tôi cho nhà khác để nuôi hay không? Ông ngoại tôi biết được chuyện này, bèn khuyên răn mẹ tôi, sau đó bà đem tôi về nhà cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Nhờ vậy mà tôi thoát khỏi cảnh bị đem cho nhà người, nên tôi rất là mang ân huệ của ông ngoại. Tôi ở nhà ngoại được một năm thì ông ngoại tạ thế. Lần này đột nhiên mơ thấy ông ngoại, tôi cảm thấy bất ngờ và rất buồn. Hai ngày sau tôi xin nghỉ phép để về thăm bà ngoại, kể cho bà nghe chuyện nằm mơ. Tại quê tôi có một thuyết, đó là nếu mộng thấy người quá cố thì vận khí sẽ không may. Nên bà ngoại lo lắng, bảo tôi mua mấy ký thịt heo đem về cúng tế cho ông ngoại. Bây giờ nhớ lại, thấy lúc đó sao mà mình ngu si quá cỡ. Do cậu tôi gần 40 tuổi mà chưa cưới được vợ, nên điều này đã trở thành nỗi lo dây dứt của bà ngoại và các chị em cậu. Vì vậy mà hễ nghe đồn ở đâu có thầy bà nào linh thì họ vội đến hỏi về tương lai hôn sự của cậu. Có lần dì tôi hỏi một bà thầy, tại sao ông ngoại chẳng chịu chúc phúc cho con trai? Bà thầy này xem một hồi rồi nói, ông ngoại cô hiện đang ở một nơi tối tăm, không có ánh mặt trời, xung quanh toàn là nước, lại bị hai con mãng xà quản thúc. Bản thân ông còn khó bảo trọng, nói gì đến chuyện giúp cho người thân. Thế là các dì tôi bèn thỉnh bà thầy về làm phép, cho giết một con gà, một con vịt, một con dê để cúng tế cho ông ngoại. Bây giờ nhớ lại tôi càng thấy đau lòng, vì hồi đó ngu si không hiểu Phật Pháp, nên cứ tưởng làm vậy là giúp cho ông ngoại, nào ngờ càng hại ông khổ thêm. Bởi trong kinh Địa Tạng có nói, người thân sát sinh giết hại để cúng tế cho người mất, tuyệt không có công đức gì, không có lợi gì cho người mất, mà càng làm tăng thêm tội nặng cho mình và cho người mất. Tôi hồi đó liên tục chìm trong mê muội, tiếp theo còn làm thử rất nhiều phương pháp mà vẫn thấy mệnh vận cứ xui xẻo. Cho đến cuối năm 2012, tôi tình cờ gia nhập đoàn Tâm Thượng Liên Hoa. Sau khi học Phật mới bắt đầu hiểu ra, lúc đó tôi chỉ nghĩ học Phật là phép thử cuối cùng, xem như mình vớ được cọng rơm cứu mạng vậy thôi. Thế nên hễ nghe các pháp hữu nói có pháp môn nào tốt, tôi liền tìm học và tu theo pháp đó. Năm 2013, khi nghe tin sư tỷ Bất Ngữ đến chùa Đông Lâm để làm công quả, tôi liền nhờ chị làm giúp mấy linh vị cầu siêu. Do lúc đó tôi chẳng biết tên ông ngoại mà cũng không dám về nhà để hỏi, sợ gia đình biết tôi học Phật sẽ cười chê. Nên trên bài vị tôi chỉ ghi là ông ngoại của Trần Minh Anh. Sau khi học Phật, hiểu biết chút ít, nghĩ tới lời bà thầy ngày xưa nói, tôi rất đau lòng cho ông ngoại. Vì vậy mà bất kể tụng kinh, chú hay làm phúc thiện gì, tôi đều hồi hướng hết cho ông ngoại. Lúc đó tuy tôi chẳng biết tên ông là gì, nhưng tôi nghĩ chư Phật Bồ Tát từ bi ác sẽ biết hết, nên ông ngoại tôi chắc chắn sẽ được lợi ích. Tiết Thanh Minh năm 2014, đoàn Liên Hoa tổ chức pháp hội tụng 7 bộ kinh Địa Tạng để cầu siêu cho tổ tiên. Tôi vốn là người có tính nôn nóng, thuở giờ luôn cảm thấy kinh Địa Tạng quá dài, ít chịu tụng kinh. Nhưng nghe mọi người nói kinh này có công năng siêu độ thân nhân đã mất rất là hay, nên tôi cũng chịu khó theo đoàn trì tụng 7 bộ. Lúc đó Liễu sư tỷ nói, nếu ở trước mộ cúng tế thức chay đơn giản, tụng thí thực và chú vạn sinh thì có thể làm lợi ích nhiều cho người đã mất. Vì vậy mà buổi tối trước Tiết Thanh Minh, tôi ráng học thuộc chú vạn sinh. Sáng ra lúc đi tảo mộ dân lễ, tôi cúng thí thực, trì chú, lục tự đại minh chú và tụng 7 lần chú vãng sinh hồi hướng cho ông ngoại và cửu huyền thất tổ. Vào khoảng tháng 5, một đêm nọ tôi mộng thấy ông ngoại về. Ông không nói gì với tôi, chỉ dùng bút sắt viết ra tên của ông. Sáng hôm sau tôi về thăm bà ngoại, hỏi bà ngoại có phải ông ngoại tên là Tô Tuấn Ân hay không. Bà ngạc nhiên hỏi, làm sao mà con biết hay vậy? Lúc đó tôi rất xúc động, như vậy đúng thật là ông ngoại đã về báo mộng cho tôi rồi. Tôi lại hỏi, có phải ông ngoại dáng người vừa tầm, cao khoảng 1m65,
sườn gò má hơi cao, ưa mặc bộ đồ lãnh tụ màu xám tro, túi bên tả thường vắt một cây bút sách phải không ngoại? Bà ngoại đáp, đúng vậy, đúng vậy. Tôi vô cùng kinh ngạc. Phải biết là khi tôi 1 tuổi thì ông ngoại đã lìa đời, cho nên tôi hoàn toàn không rõ vóc dáng của ông. Những hình ảnh này tôi thấy ông ở trong mộng, sau khi đem ra hỏi bà thì hoàn toàn phù hợp. Lúc đó bà ngoại còn lẩm bẩm, cái ông già này mắc chứng gì mà dễ quấy rối còn nhỏ kìa chứ. Biết được tên của ông ngoại rồi, tôi bèn nhờ chị Bất Ngữ và chị Tiểu Đào giúp tôi làm linh vị cho ông. Lúc tôi đến Nam Sơn Tự tham dự Phật thức, cũng trịnh trọng làm bài vị vãng sinh cho ông ngoại. Suốt 1 năm này, nhờ tôi tham dự đoàn Liên Hoa học Phật nên đã hiểu rất nhiều. Dần dần đối với chú Đại Bi sinh khởi tính tâm, tôi bắt đầu trì tụng chú Đại Bi. Vì nghe nói mỗi ngày trì 108 lần, cộng thêm 3 biến tâm kinh có thể siêu độ cho người đã mất, rất phi diệu. Từ đó về sau, tôi chuyên trì chú Đại Bi và tụng tâm kinh để hồi hướng cho ông ngoại. Trong thời gian đó, tôi còn bỏ ra mấy ngàn để phóng sinh, cúng thí thực cho ông. Có lần còn ấn tống kinh Địa Tạng để cầu cho ông. Tháng 10, tôi đi Nam Sơn Tự, sau đó về thì lại mơ thấy ông ngoại. Ông không còn vẻ buồn bã suy sụp như trước đây nữa, mà ăn mặc rất là đẹp, trang nghiêm, dung nhan sáng rỡ. Ông nhìn tôi mỉm cười sung sướng. Từ đó về sau, tôi không còn mơ thấy ông ngoại nữa. Tôi biết ông đã vãng sinh vào cõi lành rồi. Trần Minh Anh. Trần. Chuyện về bà Năm trứng lộn. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật và lan truyền hết khu vực cách đây khoảng 2 năm về trước. Ngày đó tôi là một du học sinh đang học ở Phú Yên. Thường thường tối cách 2-3 ngày thì ra quán trứng cô Năm ăn 2 trứng để tẩm bổ. Nhưng mà dạo này sao không thấy cô Năm bán trứng nữa? Gần cả tháng trời cứ ngày nào đi qua cũng không thấy cô Năm bán. Vào một ngày đẹp trời mùa thu của tháng 9, tôi đi chợ lần đầu tiên trong đời. Ra đến chợ mới biết là hàng chợ búa, vì có nhiều chuyện ghê luôn đó. Đám kia tầm 4 ngồi tám chuyện đời thường, đám tầm 3 của những cô tiểu thương ngồi tán dóc cho qua thời gian ế ẩm. Tôi đi đến hàng trứng để mua trứng gà về luộc. Đang lây hoay lựa chọn trứng để mua về thì tôi nghe một câu chuyện của những bà cô tiểu thương ở hàng trứng này. Nội dung câu chuyện như sau: bà Năm trứng lộn á, bà bị quả báo vì bán trứng lộn đấy. Con trai thì bị tai nạn chết thê thảm. Còn cô con gái Úc học ở thành phố thì đột nhiên nhảy lầu tự tử vì tình. Bà Năm nghe 2 cái tin dữ này thì phát điên luôn. Tối ngày hả cứ la rồi cười rồi lăn rồi bò, chứ không đi đứng được gì hết trơn á. Ăn cơm không ăn, bốc đất ăn, thậm chí ị ra, bà Năm vẫn không biết gì bốc ăn luôn. Bọn tôi đến thấy mà thương quá. Một gia đình ngày xưa hả chưa có chuyện gì thì bà Năm thuộc dạng là nhà khá giả. Một ngày bán được 300 trứng, lãi gần 900 ngàn. Vì thế mới lo được cho cô con gái Úc ăn học ở thành phố. Bà còn mua vàng tích trữ cũng gần 1 ký. Số vàng đó giờ không biết bà cất ở đâu. Tôi sững người và ngạc nhiên, không tin vào những lời của những người đó nói là thật. Đi theo lời đồn đến nhà bà Năm, vừa bước vào ngõ nhà bà Năm đã nghe tiếng rên la và tiếng hú. Tôi nhìn vô nhà, thật đúng như những gì mà người ta đồn. Bà Năm không nhận biết được mình là ai. Việc mình đang làm cứ luôn miệng cười, cười xong rồi khóc, hết khóc rồi la hét, chửi thề, rồi lột quần áo ra, xé áo. Trong nhà không còn vật dụng sắc nhọn nào, đề phòng bà Năm không biết mà giỡn chơi nguy hiểm tính mạng. Tôi nghe hóng tình hình của bà con trong lối xóm và ra về trong lòng nặng trĩu. Vậy là sau 6 năm buôn bán trứng vịt lộn, cuối cùng bây giờ bà Năm không còn gì cả. 2 đứa con đều tử nạn, còn bản thân bà thì bị bệnh khùng điên. Không nhận thức được gì, bị giam nhốt trong phòng dưới sự giám sát của mấy ông anh em trong nhà. Còn 1 ký vàng bà đã dành dụm, giờ không biết để đâu. Tôi tĩnh tâm ngồi thiền trong chùa Vĩnh Kim ở quận 3. Hôm nay được diện kiến sư thầy, vốn là đi theo ông anh cũng mê Phật Pháp và thích nghe thầy giảng giải. Tôi đi theo ông anh và có duyên với chùa Vĩnh Nghiêm, một ngôi chùa tâm linh và huyền bí nhất mà tôi biết đến. Tôi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào sư thầy. Sư thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con có những điều băn khoăn trong thế giới hiện tại, nhưng điều này con muốn nhận được lời khuyên và sự giải đáp của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật,
còn có điều gì thắc mắc, hãy nói với thầy. Thưa thầy, một người từng có một gia đình đủ ăn đủ mặc, con cái thì học hành ngoan ngoãn. Nhưng trớ trêu thay, biến cố cuộc đời đã đẩy cả gia đình ấy vào một bi kịch. Con trai thì bị tai nạn chết thê thảm, còn con gái thì nhảy lầu tự tử cũng không toàn thay. Người mẹ già ấy thì do đã không chịu được bi kịch, một lúc mất hai người con nên phát điên dại, chẳng còn nhận thức. Còn kính hỏi thầy, phải chăng điều là nghiệp báo của vị sát sanh? Vì người phụ nữ này con đề cập đến từng bán trứng vịt lộn. Một ngày người phụ nữ này luộc hơn 300 trứng. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi thứ đều có nhân có quả. Việc làm của mình trong hiện tại chưa có quả thì sẽ có trong tương lai hoặc trong kiếp khác. Việc sát sanh là một điều thuộc về cấm kỵ trong Phật giáo. Nghiệp này rất nặng và quả báo thật to lớn. Còn hãy tự nghĩ như thế này. Một ngày người phụ nữ kia luộc hơn 300 trứng, tức là 300 sinh linh. Một tháng 9.000 trứng và một năm hơn 100.000 trứng vịt lộn. Cứ thế mà nhân lên cho nhiều năm thì biết bao nhiêu sinh linh bị chết dưới tay người đấy. Những sinh linh này sẽ đi kiện và có những sinh linh không muốn đầu thai mà cố theo người phụ nữ này để làm cho họ bị tán gia, bại sản. Mọi việc mình làm đều có nhân quả. Còn làm việc thiện, tích đức, giúp đời thì sẽ được quả thiện. Giết người, cướp giật, nói láo hại người và sát sanh thì sẽ được quả ác. Tội ác của mình do chính mình gieo trồng, chứ không phải một ai mà gieo trồng cho mình được. Ví như có câu, gieo xuống đất lấy cây lấy quả, đập vào người chảy máu chảy thân. Câu này muốn nói cho con hiểu, chính mình gieo cây, để rồi cây đó lại đánh lại mình. Người phụ nữ này đã bị quả báo ở hiện tiền, còn đương tại thế, sau này chết xuống biết bao nhiêu kiếp và bị đày đọa nơi địa ngục tối tăm. Một người luộc bán để có tiền lo cho gia đình, nhưng họ lại bị tội vào tội sát sanh. Còn mấy thành viên kia không bị tội gì. Nhiều người hưởng mà một người có tội. Nghiệp sát sanh là một nghiệp báo rất dữ, không muôn đời nào hết nghiệp này. Còn có nghe câu chuyện cô bà bán cháu gà ở Mỹ Tho chưa? Người phụ nữ này một ngày giết rất nhiều gà. Đêm nằm mơ, thấy ông nội mình về báo mộng. Người phụ nữ này hoảng sợ và kể chuyện phiêu lưu ở dưới địa ngục, ở trời. Sau khi phiêu lưu, người này không bán cháu gà nữa mà một lòng hướng Phật, làm những việc tích đức để sám hối những việc đã sát sanh trước kia. Đức Phật có lòng từ bi hỷ xả và không oán hận một ai. Nếu ai đó đã sát sanh mà một lòng hướng thiện, quyết tâm từ bỏ, thì sẽ được bao dung và hoan hỷ của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch sư thầy, thầy hãy nói cho con biết, muốn người phụ nữ kia hết bị điên dại thì có cách nào không thưa thầy? Gia đình hãy hồi hướng và sám hối cho người phụ nữ này. Hồi hướng là làm những việc thiện, việc tốt cho mọi người, mà giúp người phụ nữ này bớt được tội lỗi phần nào của nghiệp sát sanh. Còn sám hối thì đọc kinh cho người phụ nữ này nghe, để tâm không bị điên đảo và bị mê hoặc bởi những vong linh mình sát sanh mà khỏi điên đảo. Ngày rằm đầu tháng nên đọc kinh cho người ấy nghe. Nếu được thì đọc luôn luôn và niệm chú Đại Bi để giúp người phụ nữ này khỏi u mê điên đảo. Thưa thầy, vậy nghiệp báo này sẽ còn qua nhiều kiếp khác. Tội lỗi sẽ bớt đi nếu thành tâm sám hối và quyết một lòng hướng Phật. Còn đã gây nghiệp sát sanh mà không tin nhân quả, luôn tạo nghiệp chướng thì muôn đời chịu đày đọa nơi địa ngục và luân hồi các kiếp, sẽ có những nhân quả của mình gây nên tạo nghiệp và không bao giờ thoát khỏi vòng luân hồi oán hận. Câu chuyện thảm cảnh có thật dưới địa ngục, người làm ác bị đày đọa, quá kinh sợ, ai cũng phải nghe một lần. Vào thời Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc, phi cơ Nhật oanh tạc cả tỉnh Hồ Bắc làng quê tôi. Năm đó tôi 22 tuổi, cha mẹ dẫn hết cả nhà đến ga Hạ Thắng Kiều để lên xe lửa đi Trùng Khánh. Nhưng mẹ tôi không kham nổi mệt nhọc, đã chết trên đường. Phụ thân cũng ly trần, tôi và vợ chồng người Anh phải ẩn trốn tại thôn Kim Ngưu. Hằng ngày vì nhớ mẹ, mỗi tối tôi nhìn trăng
nhắm hư không lễ bái, thầm cầu được biết phụ mẫu giờ đang ở đâu. 3 ngày sau, một buổi tối nọ, tôi đang buồn nhớ song thân thì thiếp đi. Bỗng thấy có một vị xuất gia tướng mạo trang nghiêm, tay cầm phất trần bảo tôi: "Con muốn gặp cha mẹ ư, ta sẽ dẫn đi." Ông bảo tôi đi trước, chỉ thấy hai bên đường cây cối rậm rạp sầm uất nhưng sạch sẽ xanh tươi. Không bao lâu thì thấy trước mắt xuất hiện một cái thành. Cái cổng thành rất cao, tôi phải ngước đầu lên nhìn, thấy trên cổng có đầy đinh nhọn. Tôi cùng vị tăng tiến tới, thấy bên trong cổng có một ngôi nhà to, cửa kính. Vị tăng kêu tôi đứng ở đó đợi một chút, để ông đi đăng ký. Tôi hỏi: "Vì sao phải đăng ký ạ?" Ông bảo: "Con còn phải trở về mà." Trong lúc ông đang đăng ký thì tôi thấy có một thanh niên mặc áo lam, quần dài. "Đây chẳng phải là biểu huynh con gì hay sao?" Tôi mừng quá liền gọi: "Biểu ca, biểu ca." Thật lạ, anh giống như là không thấy không nghe, chẳng hay biết gì, cứ làm như không có việc gì. Vị tăng đăng ký xong, quay lại dẫn tôi đi. Đi một quãng không xa lắm, tôi nhìn thấy một vùng thảo nguyên rộng lớn, có trâu bò, ngựa, heo, dê, nai. Các loài thú ở đây đều không kể xiết, thấy trâu bò ven đường trừng mắt ngó mình. Tôi phát sợ không dám đi nữa, thì vị tăng phải phất trần một cái, chúng liền quay mặt đi. Tôi nghĩ thầm, những con vật này còn sống cả mà. Bèn tiếp tục tiến tới, thấy một cái vùng cây cối rậm rạp, cỏ hoa đủ màu sắc. Phía trên có nhiều loài chim xinh đẹp, bên dưới có nhiều gà vịt, ngỗng, toàn là những loại điểu cầm hai chân. Tôi đi tiếp không bao lâu sau thì thấy người chị họ, tức con dâu của cô tôi. Thần không mặc y phục, chỉ khoác cái khăn lông trắng ngang eo. Chị ngồi trên tảng đá, ôm một hài nhi, tóc dài xõa đến lưng, nét mặt giống như ngủ, vừa mới thức dậy, còn chưa kịp tẩy rửa nên khóe mắt vẫn còn đóng ghen. Tôi kêu tên chị, nhưng chị cũng y hệt ông anh họ, không nghe hay thấy gì đến sự hiện diện của tôi, nên chẳng hề quay đầu. Tôi không chịu nổi nữa, bèn bước tới, vị tăng vẫn theo sau. Tiếp tục đi một quãng không xa, thì tôi nhìn thấy một cột đồng nóng đỏ tỏa khói, có người đang ôm chặt, giống như là bị dán dính ở trên đó vậy. Nhìn kỹ thì tôi giật mình, đây chẳng phải là thiếu gia X, là láng giềng của tôi sao? Vì sao mà phải thọ tội trên đó? Vị tăng nói, ông ấy phạm tội hoang dâm, tức là dụ dỗ các bé gái và hại đời của họ, cho nên phải nhận hình phạt này. Tôi nhớ hồi sống trên thế gian, ông X làm nghề mộc, nhà rất là giàu, tài sản lắm, cũng thường hay xuất tiền cứu tế cho người nghèo. Vị thiếu gia này thì giỏi thi văn, làm việc cũng vui vẻ thoải mái, ai mà dè tâm đầy tà dục, lén tạo lắm ác hạnh, do sống buông thả hoang dâm mà giờ phải thọ tội, chẳng biết thuở nào mới thoát khổ đây. Giờ mới biết nếu phóng túng nhục dục thì gái nằm giường lửa, trai ôm cột đồng, câu này quả là có thật. Người thế gian nếu biết rõ hình phạt này há không cẩn thận ư? Tôi phóng mắt nhìn ra phía trước, ui chào, cái quỷ mặt xanh cầm chỉ ba đâm người vít quăng lên núi đao, thân họ bị cắt chém tươi tả, vỡ bụng lòi ruột. Lại có quỷ dạ xoa rạch bụng người, môi tim khoét mắt móc lưỡi, còn thấy chảo dầu sôi nấu người, cưa sắt cưa đôi người. Có người bị chém thân chúc ngược lên tảng đá, máu mè chảy tràn, trong đầy vang rền tiếng kêu la rên xiết, âm thanh đớn đau nghe khủng khiếp cả tai, khiến tôi chẳng dám mở mắt ra nhìn, mà tai cũng nghe hết nổi, sợ đến run lẩy bẩy. Tôi không cần hỏi vị tăng, thừa biết đây là những chúng sinh tạo ác nên tự thọ quả báo, nhưng tận mắt để chứng kiến thì thực sự là quá kinh khủng và xót xa. Tôi không muốn xem những cảnh này nữa, liền quay mặt đi. Chợt thấy có con lộ khác, liền rẽ vào đó. Tôi đi mãi thì đến một ngôi nhà, thấy mẹ tôi đang ngồi trên giường, còn em gái tôi thì ngồi ở bên cạnh. Tôi mừng quá, vội gọi mẹ và lao tới ngồi cạnh mẫu thân. Nhưng tất cả giống như hư vô, mẫu thân làm như không biết có tôi hiện diện. Mới đầu trong lòng tôi rất là khó chịu, cảm thấy rất tủi thân, cho rằng mẹ cư xử quá lạnh lùng với mình, không thèm để ý gì tới mình cả, chỉ biết có muội muội mà thôi, làm như tôi không phải là con trai và cũng chẳng nhớ gì đến tôi, trong khi tôi lại luôn thương nhớ đến bà. Lúc này vị tăng kêu tôi đi tiếp, tôi bắt đắc dĩ phải bước đi. Vị tăng bảo, hãy đi gặp bào huynh của ngươi nhé. Tôi hỏi, anh ấy chẳng phải đang ở trong ngục sao? Vị tăng đáp,
Y không có tội lớn, chỉ là người chồng thiếu trách nhiệm thôi. Vì vợ bất hiếu mà không khuyên bảo. Chẳng bao lâu thì chúng tôi đi đến một ngôi biện công sở. Đây là một tòa lầu. Tôi biết Kaka đang ở trên lầu, liền bước tới lên cầu thang. Thấy Kaka đang ngồi đẩy mấy con số trên bàn tính, tôi mừng rỡ gọi: "Anh ơi!" Nhưng anh cũng giống như những người thân mà tôi đã gặp qua nơi này, hoàn toàn không nghe thấy gì, không hay biết gì đến sự có mặt của tôi, nên chẳng thể giao tiếp. Vị tăng lại thúc tôi đi, đi mãi, hầu như đã qua không biết bao nhiêu lộ trình. Tới một quang cảnh hết sức thanh u, rộng lớn, hiền hòa, tâm tôi đã thoải mái trở lại. Tôi tiến đến một tòa nhà cao lớn, chói lọi, sắc vàng, xung quanh có cửa sổ trong suốt, thấy phụ thân đang ngồi thiền ở bên trong. Gặp tôi, ông liền hỏi: "Người đến đây để làm gì?" Tôi chưa kịp đáp thì vị tăng đã gật đầu. Cha tôi cũng gật đầu như lãnh hội ý của ngài. Tôi báo phụ thân: "Con không đi tiếp nữa." Già hoan hỉ ngồi bên phải phụ thân. Cha tôi tuy chẳng nói nhưng có vẻ như đã hiểu hành trình của tôi. Được một lát, vị tăng bảo tôi đi. Tôi không dám cãi đành đi tiếp. Không bao lâu, tôi đi đến một cây cầu bề rộng khoảng 14-15 cm. Vừa đặt chân lên, tôi sợ quá, vội rút về, kinh hãi bủng rủng. Vị tăng liền phun nhẹ phất trần rồi nói: "Đừng sợ." Thế là tôi lại bước lên. Cảm giác cây cầu đó rất kiên cố, không còn lắc lư. Tôi an tâm đi thẳng tới. Ngồi xuống bên dưới, tôi thót tim vì thấy đầy máu đỏ. Trông có lúc nhúc người, không rõ là nam hay nữ, chẳng ai mặc y phục cả, lại còn bị mãng xà quấn quanh. Họ giãy giụa trồi hụt. Tôi hỏi vị tăng: "Đây là thế nào ạ?" Ngài đáp: "Đó là ao máu dơ dâm dục sinh sản." "Vậy phải làm sao mới ổn?" Trưởng lão nói: "Phải tu hành." Tôi hỏi: "Dạ, tu như thế nào?" Trưởng lão đáp: "Giữ tâm thanh tịnh, giữ thân như ngọc sống liêm khiết, không nhục nhiễm, không làm các điều ác, chuyên làm các việc lành, chừa ác mạt tác, chúng thiện phụng hành." Tôi hiểu rõ. "À!" lên một tiếng thật to. Tôi tiếp tục đi tới một quãng không xa, nhìn xuống thấy màu xanh thẫm thẫm, chẳng biết là nước hay là trời. Ngẩng đầu nhìn lên mới hay nước trời một sắc, giống như ngày hè ở vạn Phật thánh thành, bầu trời quang đãng, vạn dặm trong xanh. Trong lúc tôi đang say sưa chiêm ngưỡng cảnh đẹp thì bị vị tăng đẩy một cái, thân tôi lăn tròn, bị cuốn nhanh đến tâm tư phát hoảng. Tôi giật mình mở mắt, thấy mình đang tựa vào giường, y phục ướt đẫm mồ hôi, tim hãy còn đập mạnh. Té ra đây là giấc mộng, nhưng hồi tưởng lại, cảm giác vẫn rõ ràng như thực vậy. Năm Dân Quốc 34, 1945, Trung Quốc kháng Nhật thắng lợi, thế giới hòa bình. Tôi quay về cố hương, bước vào tầng 3 nhà khách, thấy các bài vị trên bàn thờ đề tên 3 người, anh họ, chị họ và anh ruột tôi. Cô và chị dâu kéo tay tôi, khóc kể nỗi niềm ly biệt. Tôi an ủi họ, đợi họ ngừng khóc rồi tôi hỏi: "Lúc biểu huynh chết đã mặc áo lam quần dài như thế phải không?" Cô tôi khẩn trương nắm tay tôi nói: "Con không có mặc lúc nó qua đời, vì sao lại biết rõ như vậy?" Tôi đáp: "Con đã nhìn thấy bọn họ mà, nhưng sao cô không mặc y phục cho chị?" Cô nói: "Cảm ơn trời Phật gia hộ con bình an vô sự. Nhưng lúc biểu tỷ con lìa đời, con cũng chẳng có mặt, vì sao biết rõ điều này?" Tôi kể mình mơ xuống âm cung và đã gặp tất cả. Nhưng đó là chuyện cách đây 2 năm rồi. Nghe vậy cô mới an lòng, bèn thuật lại lúc biểu huynh tôi dứt hơi đã mặc đồ giống y như tôi đã tả. Còn chị họ tôi mới sinh con được 10 mấy ngày, lúc đó tiết trời rất nóng, chị đòi đi tắm. Vừa gội đầu tắm rửa xong thì cảm thấy không khỏe. Ngày đó chị tắt hơi thở. Cô tôi vội khoác cái khăn lông lên che thân cho chị. Mấy ngày sau thì hài nhi cũng chết. Cô phân trần nói tiếp: "Trước khi liệm, cô có cho nó mặc áo thọ, còn bỏ rất nhiều niệm chăn, y phục và quan tài. Hai vợ chồng nó trong 1 tháng mà lần lượt tạ thế hết, biểu huynh, biểu tỷ, huyền là vợ chồng, là con trai, con dâu của cô tôi. Trong nhà tuy giàu có, nhưng chết rồi, dù có mặc hay đắp cho nhiều y phục đến mấy cũng chẳng ích gì. Lúc sinh tiền, họ là phu phụ, nhưng chết rồi do nghiệp báo chẳng đồng, mỗi người đi một nơi, chẳng còn biết đến nhau nữa.
mẫu thân và em gái tôi giống như sống trong cõi âm. Chỉ có lúc cha tôi lúc sinh tiền thường tụng kinh Kim Cang và hay ngồi thiền, dạy con theo tinh thần nho gia. Lời phi lễ chớ nói, điều phi lễ chớ nghe, cảnh phi lễ chớ nhìn, việc phi lễ chớ làm. Tha để người phụ ta, chứ ta chẳng phụ người. Phải đặt ta vào cảnh người để thông cảm cho họ, muốn trách người phải tự trách mình trước. Những điều cha mẹ dạy tôi thấm nhuần thành thói quen. Hôm nay được tu học theo Phật, dù công phu chưa thành, song những đạo lý này luôn đem đến lợi ích khôn cùng. Nhờ phụ thân sinh tiền học Phật nên hay cùng tôi trao đổi. Nhờ vậy mà tôi mới bước vào con đường đạo. Học Phật không lâu, sau khi tụng kinh Địa Tạng rồi, tôi mới biết rõ vị tăng đưa tôi đến âm cung để gặp cha mẹ chính là Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta đến cõi đời này như lữ khách, dù sống trăm năm cũng giống như giấc mộng. Khi lìa đời thì vạn thứ chẳng thể đem theo, chỉ có tay không đến chầu Diêm Chúa. Xin hãy dừng mọi tranh giành hơn thua, những thăng trầm trong đời sống như vở kịch. Một khi từ giã cõi đời, ta hoàn toàn mù tịt chỗ mình đến. Nhưng A Tỳ Địa Ngục lại có rất nhiều người, một khi đọa vào bao giờ mới thoát ra. Chỉ có thọ khổ truyền miên bất tận. Xin nhớ lời Thiện Trí Thức khuyên rằng, đừng phút nào quên nỗi khổ nơi địa ngục. Hãy dũng mãnh phát tâm tu hành, giữ gìn thân, khẩu, ý, thanh tịnh. Nếu quyết tâm tu một đời không thoái chuyển, sẽ thoát khổ trầm luân. Dịch xong, ngày 24 tháng 10 năm 2023, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi đức Phật trên, đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ muôn loài. Nguyện những ai đang đọc, đang xem đều phát tâm Bồ Đề, mãn một thân báo này, đồng sinh cõi hạnh phúc, cõi hạnh phúc, cõi. Câu chuyện cô dâu ma hồi sinh từ cõi chết đoạt mạng người phản bội mình. Hoàng Đình là một cô bé có số mệnh bi thảm. Ngay lúc cô vừa hiểu chuyện thì ba mẹ đã ly dị. Cô sống chung với phụ thân và mẹ kế. Bà dì ghẻ này rất nóng nảy, hung dữ. Động một tí là quát tháo, đánh chửi, khiến tâm tư bé bỏng của Hoàng Đình luôn phủ đầy mây đen. Bởi vô phương hứng nhận cuộc sống như vậy, nên cô bé trốn khỏi gia đình phụ thân, đến sống chung với mẹ ruột. Mẹ cô chuyên bán thức ăn nhanh, là món cà rán, vịt quay, tạo nghiệp sát sinh rất nặng. Chính điều này đã dẫn đến tai họa về sau. Mấy năm đầu, tiệm họ buôn bán rất phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền, lúc đó hai mẹ con sống sung túc. Rồi từ giải phóng, cải cách phát triển, hai mẹ con bèn dời nhà đến Thanh Đảo, công tác ở xí nghiệp Đài Tư. Trong lúc làm việc tại Thanh Đảo, đối với Hoàng Đình thì thời gian này chính là hưởng thụ. Nhưng hưởng phúc thì tiêu phúc, có phúc báo mà không biết hành thiện tích đức, tạo lợi ích chân chính cho mình và người, cứ ngồi yên tọa hưởng, thì phúc đó hết rất nhanh. Hoàng Đình làm việc mỗi ngày 2 tiếng, thời gian rảnh còn lại thì phụ chủ uống trà hầu khách, tán gẫu, ăn cao lương hải sản, hát karaoke, khiêu vũ. Nếp sinh hoạt ở quán bar rực rỡ ánh đèn đã khiến nội tâm của cô bị kích động mạnh. Nảy ý thèm kiếm được một người đàn ông để có thể chu cấp cho cô một cái cuộc sống thụ hưởng vật chất đủ đầy. Trong đám khách lui tới đó, Hoàng Đình quen một nam thanh niên tên là Lý Hạo. Anh ta kể mình xuất thân từ một gia đình thượng lưu, ăn nói cư xử rất có phong độ, dần dần đã chinh phục được trái tim của cô gái 21 tuổi. Từ đó hai người giao tình ngày càng mật thiết. Chưa đầy nửa năm sau, Lý Hạo đã bộc lộ bản chất mê cờ bạc. Hắn đem toàn bộ tiền của đặt hết vào cá độ, có lúc còn phải hướng người nhà đi vay tiền hoặc làm mượn của cô gái Hoàng Đình chất phát. Ngày nọ, Lý Hạo gọi điện đến để vay tiền. Mới đầu thì Hoàng Đình tha thiết khuyên hắn ta nên bỏ bài bạc đi, nhưng Lý Hạo cố thuyết phục cô gái ngây thơ. Anh sẽ sửa, anh hứa mà. Em hãy cho anh vay một lần cuối đi, có được không? Hoàng Đình hiền lành mềm lòng, đem số tiền dành dụm nửa năm của mình vào túc xá. Tại nhà trọ, Lý Hào đang ngồi uống rượu giải sầu. Khi thấy nàng tới, hắn ta mừng phát điên. Trong cơn say, hắn kéo tay nàng. Hoàng Đình thấy vậy, vội đưa tiền ra. Vốn nàng định khuyên hắn nên sớm hồi tâm chuyển ý hoán cải. Nào ngờ Lý Hào trong cơn nhậu say, thú tính bộc phát, đã làm cho Hoàng Đình mất đi sự trong trắng. Hoàng Đình chia tay Lý Hào được một tháng, thì phát hiện mình mang thai. Vì muốn giấu mẹ và bạn bè, nàng lấy cớ về quê thăm thân nhân. Bị sức ép kinh tế và nỗi lo dư luận xã hội, nàng quyết định phá thai,
Việc này rất đau đớn. Nàng ráng nhẫn chịu cơn thống khổ kịch liệt, bị giày vò hành hạ, ngót suốt mấy tiếng dài đăng đẳng. Họa phúc không cửa, chỉ có người tự chiêu. Báo ứng thiện ác như bóng theo hình. Phá thai được 3 ngày thì hoàng đình nhận được hung tin. Mẹ nàng bị xe đụng, đầu bị chấn thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, mạng sống lâm quy trong sớm chiều. Đối với hoàng đình yếu đuối thì đây quả là khổ chồng khổ. Nhờ có bạn bè phụ giúp đã đưa mẹ của nàng vào viện. Nhưng bác sĩ nói người này khó sống nổi nữa, thần quyến hãy về lo hậu sự đi. Nghe tin mẹ bị nạn, hoàng đình vội chạy vào bệnh viện. Lúc này mẹ đã mổ được hơn 5 tiếng. Thời khắc đó nàng khóc chẳng thành lời, buồn rầu không nguôi, chỉ biết tự trách mình, nói thầm: mẹ ơi đừng chết, bởi con tạo nghiệp ác nên mẹ mới gặp nạn, con xin lỗi mẹ. Tôi phải làm sao đây? Đột nhiên nàng nghe người bạn nói nhỏ vào tai mình: hãy ráng niệm Phật A-di-đà thật nhiều, vì đại nguyện của ngài vĩ đại vô cùng. Phải rồi, niệm Phật. Hoàng đình không màng đến thể diện nữa, nàng quỳ xuống trước phòng mổ, chắp tay chí thành niệm lớn: Nam Mô A-di-đà Phật, cầu Phật gia hộ cứu mẫu thân. Những người bệnh và bác sĩ đi qua đi lại đều ném cho nàng tia nhìn kỳ quái. Mặc cho mọi người chỉ trỏ bàn tán, với nàng chẳng ăn nhầm gì, bởi thời khắc đó trong tâm nàng chỉ có Phật A-di-đà. Nàng hoàn toàn dốc hết tâm ý niệm Phật cầu cho mẹ mình, vì đây chính là hy vọng duy nhất. Trong kinh Địa Tạng có nói, nếu có người lâm chung, thân thuộc trong nhà dù một người vì bệnh nhân mà cao tiếng niệm Phật, thì người sắp chết đó, trừ tội ngũ vô gián ra, các nghiệp khác đều có thể tiêu trừ. Công đức niệm danh Phật không hề nghĩ tường. Phật pháp quả chân thực không dối, ngày chính bác sĩ cũng không đảm bảo mẹ nàng có thể sống được. Nhưng kỳ lạ thay, bà đã sống lại. Trải qua tai nạn này rồi, hai mẹ con cùng bước vào con đường học Phật, siêng năng nghe giảng pháp, kiên trì ăn chay, phóng sinh, thường phát tâm sám hối, tội sát sinh đã qua. Nhờ cả hai nỗ lực tinh tấn tu hành, nên mẹ Hoàng Đình đã phục hồi rất nhanh. Kết quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. 2 tháng sau, mẹ Hoàng Đình đã có thể tự làm mọi chuyện và sinh hoạt khỏe mạnh như người bình thường. Thấy mẹ chuyển nguy thành an, Hoàng Đình càng kiên trì tu, tăng thêm tính tâm. Nàng lợi dụng thời gian rảnh, tận lực giúp đỡ cho những người xung quanh và đem kinh nghiệm của mình từng trải qua kể ra cho mọi người nghe, khuyên họ thâm tính nhân quả, sớm cải ác theo thiện. Nàng đã giúp cho nhiều gia đình đến với đạo, nghe giảng và tu hành theo Phật pháp, được ly khổ đắc lạc. Giết chó bị hồn chó đến báo thù. Anh ta có biệt danh là Vu Tử, đã hơn 30 tuổi, thân hình vạm vỡ, tính tình thì ngay thẳng, làm việc siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao nên được ông chủ và mọi người xung quanh yêu mến. Nhưng có một điểm lạ là tại sao suốt năm làm việc vẫn không thấy anh xin về thăm nhà. Mấy năm trước, bí mật này mới được phô bày. Hẹn giờ vào đúng giữa mùa đông, gió bắc thổi ào ào, vả lại vào sáng sớm nên cái lạnh càng thấu xương, thấu thịt. Do sự đòi hỏi của cuộc sống nên chúng tôi ở lại làm thêm ca đêm. Sau khi hoàn thành công việc được giao, tất cả chúng tôi đều mệt mỏi ủ rũ, không ai ngước đầu lên nổi, miệng thì ngáp liên hồi. Trời vừa lạnh lại vừa buồn ngủ nên tất cả chúng tôi đều ngồi chụm lại, nhờ hơi ấm truyền nhau nên tranh thủ ngủ được một lát. Đột nhiên chúng tôi nghe có tiếng chửi mắng rất thậm tệ đâu đây. Bỗng chốc mọi người ở gần đều kéo đến xem thử có chuyện gì mà mắng chửi ầm ĩ như vậy. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là hai người bạn đồng nghiệp trực ban hôm qua nói chuyện với nhau. Hai người đó, một người tên là Vu Tử, còn người kia tên là Nụy Tử Tài. Cả hai đều làm công như chúng tôi, cũng đều là dân ở tỉnh khác đến, nghỉ qua đêm ở đây. Kỳ lạ là chỉ cần Vu Tử đi vài bài quyền sơ sơ thôi, thì 10 Nụy tỷ bài cũng chết, huống chi là một. Thế mà không biết vì sao hôm nay, Nụy Tử Tài lại hùng hổ mắng nhiếc Vu Tử thậm tệ đến như vậy. Mọi người cùng hỏi: thường ngày thấy hai người này như tay chân, mà hôm nay lại mắng nhiếc nhau dữ vậy, xin nói rõ cho chúng tôi xem chuyện gì vậy. Nụy Tử Tài chỉ vào Vu Tử rồi nói với giọng đầy bực bội: tối hôm qua ổng phát bệnh thần kinh hay sao mà cứ la lối, nói năng lảm nhảm suốt đêm à, báo hại tôi với mọi người không ai ngủ được hết trơn á.
Hôm nay không biết tôi có đi làm nổi đi không nữa. Nói đến đây, mặt anh Nụy biến sắc. Mọi người chỉ nghe không còn đỡ nha, chứ thấy được cái bộ dạng đêm qua của Hằng Vu á, trời đất ơi, nó giống như là bị ma nhập vậy đó. Tôi ngước lên nhìn Vu Tử, thấy thần sắc của anh ta rất xấu, nên mới vẫy tay gọi anh ta ngồi xuống gần. Tôi bắt đầu hỏi chuyện, nhưng tôi hỏi thế nào anh ta cũng không trả lời. Sau cùng do mọi người thúc ép quá, nên anh ta mới ngập ngừng nói. Đêm hôm qua, tôi thấy quỷ. Nghe anh ta nói xong, ai cũng dựng tóc gáy. Ngay lập tức, mọi người đều ngồi im lặng, không dám nhúc nhích hay cười nói gì nữa. Cả đám đều chăm chú lắng nghe. Anh ta nói lắp bắp, khoảng 7-8 năm trước, cũng vào một buổi sáng mùa đông. Lúc đó nhà tôi ở giữa thung lũng, do nhàn rỗi nên tôi cùng với em trai ngồi dưới gốc cây cổ thụ trước sân nhà. Gió mạnh quá khiến anh em tôi run cầm cập. Đột nhiên tôi nghĩ mùa đông là mùa làm cho thịt động vật ngon nhất. Vừa nghĩ xong tự nhiên tôi thèm thịt chó rõ rải luôn. Nên tôi bàn với em mình. Em à, nếu bây giờ mà có thịt chó ăn thì không còn gì tuyệt vời, phải không em? Anh chỉ mơ ước gì không có không ạ? Nói câu này xong, tự nhiên mắt nó sáng lên. À, có con chó vàng ở nhà bên cạnh. Không phải nó vừa mập vừa lớn đó sao? Đúng rồi, tại sao anh không nghĩ ra kia chứ? Nói là làm, tôi lấy một sợi dây thừng thắt thành nút thòng lọng, rồi dụ con chó nhà kế bên qua. Khi nó vào vòng, chỉ cần giật nhẹ cái là bắt được, vừa đỡ tốn sức, vừa không sợ bị nó cắn. Bình thường con chó này vốn quen thân với chúng tôi, đến khi chúng tôi gần thọc huyết nó rồi mà nó vẫn còn giãy giãy cái đuôi, mà nước mắt nó tuôn chảy. Trong ánh mắt của nó lúc đó hình như mong mỏi chúng tôi buông tha, chỉ coi hành động vừa rồi là trò chơi đuổi bắt chứ không phải là sự thật. Đến khi thấy tôi cầm dao đến, nó biết là không thể tránh khỏi cái chết. Nó không giãy đuôi nữa mà mặt mày buồn thảm, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Nhưng lúc đó, sự tham ăn đã làm mờ mắt, chúng tôi vẫn không chút động lòng trước hành động cầu xin của nó. Nó không phản kháng nữa, mà cho dù nó có phản kháng, cũng không được. Vì từ đầu cho đến cuối, nó chỉ có những hành động đau đớn quằn quại, chảy nước mắt. Chúng tôi cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới giết được nó. Lúc nó chết, hai mắt nó nhìn chúng tôi trừng trừng, mặt đầy căm hận. Lưỡi thè dài ra khiến chúng tôi nhìn sợ phát khiếp. Nhưng nghĩ đến cái mùi vị thơm của thịt nên chúng tôi chẳng quan tâm nữa, cố hết sức lôi con chó đó vô nhà bếp rồi chặt đầu nó. Vì đầu không thể ăn được nên chúng tôi đem vứt, sau đó mới lột da mổ bụng. Do làm biếng sợ ăn không hết nên chúng tôi bỏ hết bộ đồ lòng, chỉ lấy phần thịt lại mà thôi. Sau khi rửa ráy xong mới bỏ hết gia vị vào trong bụng, mài lại rồi đốt lửa lên quay. Trong khi chờ thịt chín, tôi bảo em tôi đi mua 2 chai rượu nếp. Anh em tôi vừa ăn thịt vừa uống rượu, tận hưởng hương vị cho đến nửa đêm, có thể nói là vô cùng thỏa thích. Nhiều năm sau đó, có một đêm nọ, tôi nằm mộng thấy con chó vàng nó trở về, giống y như là lúc nó còn sống. Nhưng khi thấy tôi, nó không vẫy đuôi nữa mà nhìn tôi trừng trừng, mặt mày hung tợn, ánh mắt như hai cục lửa lớn. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, định chạy trốn. Nó liền nhảy phốc tới cắn vào cổ của tôi. Tôi sợ quá hét to lên, cứu tôi với. Hô xong, tôi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả thân, nhiều đến nỗi ướt cả áo quần và chảy thành giọt xuống đất. Từ đó về sau, đêm nào tôi cũng thấy nó về đòi mạng, đêm nào nó cũng khiến tôi phát khiếp. Gia đình cho rằng tôi bị trúng tà ma nên mới mời thầy cúng về chữa bệnh. Ông ta dùng hết tất cả những biện pháp mà vẫn không thể đuổi được hồn ma của con chó. Lâu ngày không nhẫn tâm nhìn thấy gia đình hao tâm tổn trí vì mình, nên tôi quyết định trốn đi. Một năm sau, tôi nhận được tin sét đánh ngang tai, đó là em trai tôi vừa mới qua đời. Nghe xong, tôi lập tức về liền. Vừa về đến nhà, tôi nghe người thân kể lại, từ ngày tôi đi khỏi, em trai tôi cũng gặp phải căn bệnh kỳ quái như tôi, nhưng nó bị nặng hơn. Lúc nào nó cũng thấy con chó vàng về đòi mạng cả ngày lẫn đêm,
nó luôn la hét ầm ĩ, bệnh càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Nó bắt đầu đi như chó, hú như chó. Trước khi chết, nó ngửi ngửi dưới đất y như là con chó vậy. Nó bò đến nhà chứa củi, không biết ai để cây cuốc ở trong đó. Nó lấy cuốc xuống, đập vào đầu, chẳng bao lâu thì chết. Nghe xong, người tôi nổi đầy gai ốc, tôi hỏi, vậy cái cuốc đó hiện giờ để ở đâu? Người nhà bảo, vẫn để ở trong nhà chứa củi. Tôi vội chạy đến nhà chứa củi. Trời ơi, tôi không nằm mơ đó chứ. Không sai vào đâu được, cây cuốc đó chính là hung khí mà anh em tôi đã dùng để đập chết con chó vàng. Diện cớ là vì vấn đề làm ăn, chôn cất em xong, nửa đêm hôm đó tôi cấp tốc quay trở lại Cao Hùng ngay. Suốt dọc đường thật là thần hồn nát thần tính, chỉ cần tiếng gió thôi, tiếng lá cây thôi, cũng làm tôi toát mồ hôi hột, nổi gai ốc, tâm trí lúc nào cũng hỗn loạn, phập phồng lo sợ. Cảm giác này nói ra, mọi người chắc không hiểu nổi đâu. Với lại, tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cho rõ ràng cảm giác này được. Lúc này, tôi thấy con chó vàng đang thè lưỡi, nhè răng phóng tới. Tôi sợ quá hét lên rồi bắt đầu chạy, nhưng càng chạy, càng thấy chậm. Suốt đêm đó, tôi phải đối diện với tòa án lương tâm của mình. Cuối cùng, hồn ma của con chó vàng lại tìm đến thật rồi. Nửa đêm nó xuất hiện trước giường của tôi đang nằm, giống như hung thần ác quỷ, nó nhè nanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Trong răng của nó phóng ra hai tia sáng lạnh như muốn xuyên qua phòng tôi. Sợ quá, tôi quỳ xuống van xin nó khoan dung, tha lỗi. Vừa mới thấy nó nơi đó, vậy mà nó phóng lên cắn vào cổ của tôi lúc nào không hay. Càng cắn, răng nó càng cắm sâu vào trong cổ của tôi. Cứu tôi với, hãy tha cho tôi. Tôi hét to và múa máy lung tung. Những người bạn cùng phòng nghe tiếng la của tôi nên đánh thức tôi dậy. Thì ra là tôi gặp ác mộng. Bạn bè cứ luôn chế giễu cho tôi làm nhiều tội ác quá nên mới thường gặp ác mộng. Tôi thấy mình đâu có nằm mộng đâu, vì lúc đó tôi chưa ngủ, mắt vẫn mở. Tôi sợ quá không dám ngủ. Nằm mà tôi cứ luôn nghĩ không hiểu tại sao, dù tôi đã cầu xin như thế nào đi nữa thì con chó vàng cũng không tha thứ. Tôi chợt nhớ lại, lúc chúng tôi chuẩn bị giết nó, không phải nó cũng đã từng cầu khẩn xin tha mạng đó hay sao? Bây giờ chỉ còn có cách lại bỏ đi nơi khác. Tôi đến Đài Bắc, tuy thay đổi 2-3 công ty, nhưng con chó vàng vẫn bám lấy tôi như bóng với hình. Khi tôi đi làm, nó cũng theo. Bao giờ tôi vào trong công xưởng rồi, nó mới đi mất. Do đó tôi xin ông chủ cho tôi ở lại luôn trong công xưởng. Tốt quá, tôi ở luôn trong công xưởng được 2 năm. Nhưng 2 năm đó không lúc nào tôi quên nó. Khi làm việc thì thôi, hãy nghĩ tay là lại nhớ đến nó. Cho nên buổi tối tôi không dám bước ra khỏi cửa nửa bước. Bây giờ ai cho tôi thêm tiền, bảo tôi ăn thịt, tôi cũng không dám ăn. Ám ảnh tội lỗi đã chiếm toàn bộ tâm trí của tôi rồi. Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Dù trốn chạy đi đâu thì nó cũng đến. Lúc này tôi thật thấm thía câu nói mà Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú mà người bạn đã cho tôi mượn xem hồi mấy tháng trước. Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn sâu xuống đáy biển. Dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã cay. Tối hôm kia, con chó vàng nó dẫn thêm 7-8 con chó khác. Con nào cũng rất hung hăng, hung dữ, vây quanh lấy tôi. Bất thình lình, cả bọn nhảy lên người tôi, khiến tôi không thể nào cử động được. Chúng giữ tôi lại để cho con cá vàng cắn vào cổ tôi. Trong nhóm của chúng, có con cắn vào đầu, con cắn vào chân, vào tay. Chúng cắn cho đến khi trên người tôi không còn chỗ thịt nào lành lặn. Toàn thân tôi chảy máu đầm đìa, đau đớn không thể nào tả xiết. Văn Tử nói đến đây, thấy bộ dạng của anh ta hình như là rất đau đớn, kinh sợ. Anh ta im lặng một lúc, rồi nói với giọng rất hối hận. Chó vàng là con chó có tánh linh rất cao. Trước kia nó có cảm tình đặc biệt với chúng tôi, nhưng chỉ vì một tâm niệm tham lam muốn ăn thịt, chúng tôi đã nhẫn tâm xuống tay tàn bạo với nó. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng khác nào một con mãnh thú đội lớp người, có khi còn thua cả loài cầm thú. Sau cái chết bi thảm của em trai, trong thâm tâm tôi hiểu rất rõ cảnh của thế giới vô hình mà trước kia khi nghe ai nói đến, tôi đều biểu môi chê cười, chê họ là mê tín dị đoan. Tôi rất sợ đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị chết thảm như em tôi vậy, nên không dám làm quen với bất kỳ cô gái nào, sợ mình sẽ gây đau khổ cho người ta.
Sau khi em tôi chết được một tuần, suốt ngày tôi không được an ổn, nên tôi mới đi đầu thú. Tôi nghĩ nhờ hình phạt của pháp luật giúp tôi đỡ thấy ăn năn về lỗi lầm của mình hơn. Nhưng không ai chịu xử cái chuyện cỏn con ăn trộm chó. Họ cho rằng tôi bị bệnh thần kinh. Reng reng, tiếng đồng hồ báo hiệu giao ban, mọi người như bừng tỉnh lại. Đứng dậy đi ra một cách lặng lẽ. Người bạn làm chung với anh cũng đi làm việc của anh ta. Mỗi người mỗi việc, chỉ còn lại một mình Vu Tử. Anh ta cay người nhìn mọi người đi ra. Khi mọi người quay trở về chỗ nghỉ thì đã 12 giờ trưa. Lúc ăn trưa, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Vu Tử đã xin thôi việc và đi rồi. Tôi vừa ăn cơm vừa nghĩ, lần này thì anh ta sẽ đi về đâu? Đi về phía đông hay phía nam? Rồi đây cánh lục bình kia sẽ trôi dạt về nơi nào? Có vật cản nào giúp nó dừng lại không? Một thời gian sau, cái tên Vu Tử bị cỗ máy thời gian nghiền nát. Do quá bận bịu lo toan cho cuộc sống nên không còn ai nhắc đến tên anh. Nhưng câu chuyện về cuộc đời anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người, cảnh tỉnh mọi người mỗi khi định xuống tay giết hại một sinh mệnh. Vì nhân quả báo ứng tư hào, không sai chạy, không lọt một bụi trần. Một bụi trần, một quan hồn hiển linh, phá giải vụ án mạng. Câu chuyện hoàn toàn có thật tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1949. Câu chuyện ly kỳ này tôi được nghe chính nhân vật kể lại. Đó là ông Hoàng Văn Hải, 70 tuổi, quê ở Cần Thơ. Giọng nói ông hiền từ, chậm rãi, thần thái của ông toát lên vẻ thật thà, phúc hậu của người có đạo. Ông bắt đầu câu chuyện của ông năm đó. Năm 1979, khi ấy ông làm đội trưởng đội bảo vệ của nhà máy bột mì có trụ sở đóng tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhà ở xa nên ông thường ở lại nhà máy. Đêm đầu tiên, vừa đặt lưng xuống giường, ông bỗng giật mình hốt hoảng như có ai đó dựng ngược chiếc giường dậy. Chiếc giường của ông nằm như có một bàn tay khổng lồ rung lắc. Hay là có ma ở đây? Ông chợt nghĩ. Ngày xưa, hồi còn nhỏ, nhà cha mẹ ông nằm sát bãi tha ma. Vào những đêm rằm, mùng một hay nửa đêm, thỉnh thoảng các em của ông đang ngủ bỗng vùng dậy, khóc thét, mặt xanh đít nhái, rồi rúm ró trong góc giường, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Những lúc ấy, cha ông thường dậy thắp hương rồi niệm chú Đại Bi. Nhớ vậy, hít một hơi thật sâu, ông Hải từ từ nhắm mắt, ngồi tư thế kiết già, tay bắt quyết, miệng lầm rầm đọc chú. Khấn nguyện xong, ông lên giường đi ngủ tiếp. Ông ngủ một mạch đến sáng, giấc ngủ rất ngon. Bình yên được khoảng 2 tuần, một đêm trời đã khuya, đang nằm thao thức nhớ vợ nhớ con, đột nhiên ông thấy một làn gió lạnh luồn qua màn khiến ông rùng mình. Trở mình, với tay lấy cái chăn đắp, ông bỗng sững người. Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, mặc áo trắng quần đen, đang đứng ngay thành giường, chìa tay xinh, giọng thiều thào, thiểu não. Tôi đói quá, làm ơn cúng cho tôi chút thức ăn. Ông Hải lấy hết can đảm, rướn mắt nhìn qua tấm màn. Ông nhìn rõ khuôn mặt gầy guộc với nước da trắng bợt, tái xanh, đôi mắt toàn lọng trắng của thiếu nữ. Ở khóe mép ri rỉ hai dòng máu đỏ lờm. Ông hét to một tiếng, bỗng thiếu phụ tan biến. Đêm đó ông thức đến tận sáng. Đêm hôm sau, rồi đêm sau nữa, cứ đến giờ tí, sau tiếng kêu thảm thiết lạnh người của con chim cú, là ông Hải lại nhìn thấy bóng người thiếu nữ mặc quần đen áo trắng đứng cạnh giường chìa tay xin ăn. Từ đấy, cứ vào bữa cơm tối, ông lại đặt một cái bát, một đôi đũa vào mâm. Trước khi ăn, ông bảo, mời hồn về xơi cơm. Một số người trong nhà máy thấy thế, thắc mắc hỏi. Ông bảo, tôi có cô em chết kẻ thiền lắm, thường đi theo phù hộ cho tôi. Tôi thương lắm, tôi tin chết không phải là hết, nên tôi thường mời cô ấy về ăn cơm cùng tôi cho vui. Rằm tháng 7 năm ấy, ông Hải xin phép ban giám đốc nhà máy cho mình về quê để làm lễ cúng gia tiên. Buổi chiều hôm ấy, tự dưng ruột gan của ông nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Vợ ông thấy thế thì bảo, bố nó bị dông nhập hay bị cô nào ở trên Sài Gòn bắt ví hay sao mà cứ nhấp nha nhấp nhởm, ra ngẩn vào ngơ thế kia. Ông Hải gắt, có bà bị dông nhập thì có.
sực nhớ đến dòng người thiếu nữ mặc áo trắng quần đen hay xin ăn ở nhà máy. Ông Hải vội vàng dắt xe đạp như ma đuổi chạy lên thành phố, mặc cho bà vợ và đám con đã dọn sẵn cổ tưng bừng. Đêm ấy, Sài Gòn nóng nực, oi bức, ngột ngạt như lò than. Đốt đống vàng mã cho thiếu nữ xong, ông Hải thấy mệt nên lên giường đi ngủ sớm. Trong giấc ngủ chập chờn giữa cái nóng như thiêu, ông bất ngờ gặp lại cô gái mặc áo trắng quần đen sau một thời gian dài vắng bóng. Thiếu nữ bảo: "Cảm ơn ông nhiều lắm, đã luôn chăm chút cho tôi vô cùng biết ơn và mong có ngày đền đáp. Lần này tôi cầu xin ông giúp cho tôi thêm một việc nữa." Ông Hải hỏi: "Việc gì? Cô cứ nói, nếu giúp được thì tôi sẵn lòng." Thiếu nữ bảo: "Chỗ tôi đang nằm nóng quá, mong ông hãy chuyển nhà giùm tôi." "Nhưng tôi có biết nhà cô ở đâu đâu mà chuyển." Ông Hải trả lời: "Nhà tôi là cái thùng phi trồng cây sống đời, để ở trên sân thượng của tòa nhà này đó. Ông cứ đi theo tôi lên sẽ thấy." Nghe cô gái nói vậy, ông Hải tụt xuống giường đi ra cầu thang rồi leo lên sân thượng. Cô gái đi trước từng bước chậm rãi. Ông Hải chậm rãi bước theo. Bỗng khập, trán ông đập mạnh vào cánh cửa sân thượng đang đóng chặt. Đầu ông đau nhói, máu rỉ rỉ chảy. Ông Hải giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình vừa đi trong cơn mộng du. Ông vội bước xuống định bụng sẽ quay về phòng ngủ tiếp, nhưng hình ảnh của cô gái quần đen áo trắng cùng lời khẩn cầu nhờ chuyển nhà giúp khiến ông dừng lại. Nghĩ ngợi một lát, ông quyết định quay ngược lại cầu thang, hít một hơi thở sâu. Ông đánh bạo đẩy cửa bước ra sân thượng. Ông đưa mắt nhìn khắp lượt chiếc thùng phi to trồng cây sống đời kia rồi. Nó nằm ngay góc sân. Người ông bỗng lạnh buốt. Ông rón rén bước lại gần. Chiếc thùng phi cao đến ngang ngực ông, bên trong đổ đầy đất. Gần thùng phi có một chiếc xẻng đã hoen rỉ. Ông run run cầm chiếc xẻng, tim ông đập mạnh hơn, mồ hôi vã ra như tắm. Ông khiển chân dùng xẻng xúc đất. Một nhát, hai nhát, chín nhát. Mũi xẻng chạm vào vật gì cưng cứng. Ông thò tay vào để nhấc lên. Một cái đầu lâu người. Ông hét lên một tiếng, hộp sọ rơi xuống đất lằn lòng lốc. Ông chạy bán sống bán chết về phòng, đóng rầm cửa lại. Sáng sớm hôm sau, nhận được tin báo của ông Hải, công an quận 6 đã phong tỏa nhà máy, bảo vệ hiện trường. Đội ngũ bác sĩ giám định pháp y của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được mời đến để khám nghiệm tử thi. Ông Hải nhớ lại, xác chết đã phân hủy nhiều, bị chôn ở tư thế ngồi. Ngày ấy những năm 70, quần áo pha nhiều ni lông nên gần như còn nguyên vẹn. Tôi trùng mình khi nhìn thấy chiếc quần đen và áo trắng của nạn nhân. Nó giống y chang bộ quần áo cô gái thường mặc mà tôi gặp trong giấc mơ. Cũng nhờ bộ quần áo này mà công an xác định đây là một nữ nạn nhân. Sau khi đo khoảng cách tỷ lệ xương, họ kết luận người phụ nữ này khoảng 23 tuổi, cao khoảng 1,5 m. Dáng người nhỏ nhắn, khi bị giết, cô ấy đang mang thai vì thấy cả hài cốt của thai nhi. Vậy người phụ nữ này là ai? Vì sao lại bị giết một cách dã man khi đang mang thai? Bác sĩ pháp y đã làm bản mô tả và căn cứ trên đó, cơ quan công an đã phát đi thông báo tìm gia đình nạn nhân. Bỗng một buổi chiều, một người phụ nữ trung niên tên là Trần Thị Mơ tìm đến công an quận 6 để trình báo. Người phụ nữ này cho biết, đầu năm 1978, gia đình bà có một người con gái tên là Nguyễn Thị Kiều, 22 tuổi, đi khỏi nhà, từ đó không thấy trở về. Vì dạo đó nhiều người đi vượt biên, nên gia đình đã nghĩ có thể ai đó đã rủ rê Kiều bỏ nhà đi vượt biên nên không báo với cơ quan công an. Sau khi nhận được thông báo của công an quận 6, thấy nhiều đặc điểm giống con gái mình như là dáng người, độ tuổi và đặc biệt là bộ quần áo giống với ngày con gái mặc khi bị mất tích, nên gia đình đã quyết định đến cơ quan công an để trình báo. Cũng theo như lời kể của bà Mơ, trước khi mất tích, con gái bà có yêu một người đàn ông làm phó chủ tịch phường. Trụ sở của phường đóng tại địa điểm mà hiện nay đang là nhà máy bột mì. Tiếp nhận thông tin từ bà Trần Thị Mơ, các điều tra viên mừng như bắt được vàng, vì từ chỗ vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt, manh mối đã dần hé mở. Trước kia, khi Ủy ban Nhân dân phường đóng ở đây,
có một ông phó chủ tịch phường tên là Nguyễn Tấn Phú. Một thời gian dài, ông Phú có quan hệ yêu đương với một cô gái trẻ. Nhưng gần đây, mọi người thấy anh ta không qua lại gì với cô gái đó, mà lại cưới vợ là một cô gái quê ở Bến Tre. Sau khi được triệu tập, hắn một mực phủ nhận, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phú đã phải cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan điều tra, kẻ thù ác khai rằng, trước khi quen Nguyễn Thị Kiều, hắn đã có người yêu ở Bến Tre. Hắn xác định yêu Kiều cho vui, lắp chỗ trống cho đỡ buồn. Sau một thời gian yêu đương, Kiều thông báo là đã có thai và đề nghị cưới gấp. Điều đó khiến Phú rất khó xử, vì hắn đã định ngày cưới với cô gái mà hắn đã yêu từ lâu ở Bến Tre. Tất nhiên, Phú không dám nói ra sự thật này với Kiều, vì sợ Kiều làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến vị trí công tác và quan lộ của mình. Sau một đêm thức trắng nghỉ kế, hắn quyết định giết Kiều để bịt đầu mối. Một tháng sau, hắn ung dung cưới vợ ở Bến Tre. Câu chuyện kết thúc, kẻ thù ác đã bị bắt. Song đây cũng chỉ là một phần mở màn cho hàng loạt những quả báo mà y sẽ phải hứng chịu từ kiếp này sang kiếp khác mà thôi. Giờ đây, ngồi kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra cách đây gần 40 năm, ông Hoàng Văn Hải vẫn còn rất nhiều xúc cảm. Ông trầm ngâm bảo: tuy những giấc mơ kỳ lạ trên nằm ngoài hồ sơ vụ án và cũng không ai có thể lý giải được vì sao lại như thế, nhưng đúng là cuộc đời này ân đền oán trả, lưới trời lồng lộng, tùy thưa mà khó thoát. Nếu trong cuộc đời quả thật là có cõi âm, có luân hồi chuyển kiếp, thì mỗi kiếp người chỉ giống như một ngày, kiếp sau chỉ như ngày hôm sau ngủ dậy. Vì thế, chúng ta hãy luôn sống trong chánh niệm, tỉnh thức để nuôi dưỡng lòng từ, chế tác hạnh phúc, an lạc, biết yêu mình, yêu người. Đó mới là lẽ sống. Chứ cứ đấu tranh giành giật, mù mô, thủ đoạn, lọc lừa, chỉ mang tới kết cục là nỗi thống khổ vô biên trong hoàn trả ác nghiệp. Nói đoạn, ông nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi đọc: dễ gì vật đổi sao thay, chỉ xin giữ một chút này cõi riêng, giữa bề bộn một cõi thiền, lúc giông bão có bình yên náo mình, 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 yên náo mình.